Em xin chào tất cả các bác. Chào mọi người, chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công ạ. Trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người một trong những việc rất quan trọng khi chăm sóc cún nhỏ, đặc biệt là chó sơ sinh và chó dưới 6 tháng tuổi, để có một em cún có cơ thể khỏe mạnh, hệ tiêu hóa tốt. Thì đây là một trong những việc cực kỳ quan trọng đấy. Đó chính là việc tẩy giun, tẩy sán, hay là ở trong Nam các bác hình như gọi là sổ lãi ấy. Thì hôm nay thì em xin chia sẻ kinh nghiệm của em nhé, cách chăm cún và kinh nghiệm của em, mời các bác tham khảo như sau. Thì đây là đàn cún con được 25 ngày. Bởi vì công việc là giáp Tết cộng với việc là Tết em phải vận chuyển cún đi lại khá nhiều, bởi vì cái chỗ em đang ở, cái quán của em hiện tại đang nuôi cún ở quán. Thì khi Tết thì là phải chuyển về nhà riêng và về nhà ngoại nữa, cách nhau tận 150 cây cơ. Nên là em chưa dám tẩy. Bình thường là em sẽ tẩy giun. Lịch tẩy giun của cún là 15 ngày đầu tiên sau khi đẻ. Sau đó là 45 ngày và 1 tháng sau. Sau cái 3 lần tẩy giun đầu tiên đấy thì em cứ cách 1 tháng là em sẽ tẩy một lần cho đến hết 6 tháng, cho đến khi cún con được 6 tháng. Thì cái việc tẩy giun này nó thực sự nó rất cần thiết các bạn. Bởi vì khi con chó con nó nhỏ, nó có thể bị, nếu như chó mẹ mọi người không tẩy giun cẩn thận thì nó có thể bị nhiễm giun sán từ trong bụng mẹ, từ nhau thai đấy, qua nhau thai, hoặc khi mà ra ngoài môi trường tự nhiên này thì cún con nó sẽ qua môi trường rồi qua núm vú, nó bẩn, mình không vệ sinh đúng cách thì nó sẽ lây qua những cái đường đấy. Nó khiến con cún, bởi vì là giun sán là ký sinh trùng ấy, nó sẽ hút hết những cái chất dinh dưỡng con mẹ nó chuyển qua, hoặc là nó qua bú sữa này, qua nguồn sữa, nguồn thức ăn ấy. Càng ngày con cún nó càng gầy gò đi, ốm yếu, và có thể là gây ra những cái bệnh về tiêu hóa, tiêu chảy, rồi là Bravo, rồi là nói chung là nó là nguyên nhân gốc rễ gây ra rất nhiều bệnh, đặc biệt là về hệ tiêu hóa. Và chó con thì thường dính hai cái loại bệnh dễ chết nhất, đó là về tiêu hóa và hô hấp. Thì trong một video sau thì em sẽ hướng dẫn các bác, chia sẻ cho các bác là kinh nghiệm chữa chó bị viêm phổi nhá, cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy là theo cách của em, theo kinh nghiệm của em. Bác nào có cách nào hay thì comment dưới bài viết nhé, chia sẻ cho em nhé, hoặc là đóng góp thêm để em phát triển, em biết thêm kiến thức. Anh em lên kênh này là chỉ để giao lưu hỏi kiến thức thôi, chứ không phải là em không phải là bác sĩ thú y, mà do quá trình nuôi sinh sản thì em có những cái kinh nghiệm chăm cún em lên chia sẻ cho mọi người. Đây thì em vào chủ đề chính thì mọi người có thể sử dụng nhiều cái loại thuốc tẩy giun khác nhau, nhưng mà em thì em tin tưởng tẩy giun cho cún là loại này này. Đây, cái loại này nó hơi đắt đấy, một hộp này thì là có 50 ml ạ. Cái hộp này thì em mua là em cũng không nhớ rõ giá tiền lắm, nhưng hình như hơn 200k mua ngoài pet shop. Mọi người có thể đặt ở trên mạng đấy, Doronto này hay là Ta này, em đọc tiếng Anh nó hơi kém, mọi người nhìn kỹ bao bì nhá. Đây em không quảng cáo cho nhãn hàng nào nhá, mà cái này em thấy hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả cho chó con này, chó to mọi người cũng có thể sử dụng được luôn, nhưng mà nó sẽ hơi tốn kém. Và cũng có rất nhiều cái loại thuốc để mọi người tham khảo, chứ không phải nhất thiết một loại này, có thể đắt hơn rẻ hơn. Thì đấy là, đây là cái cách của em dùng này. Đây mọi người nhìn này, đó. Thì đây cái
dung dịch để uống dùng trị run tròn trên chó con. Chỉ định là điều trị nhiễm run tròn trên chó con dưới 1 năm tuổi, run đũa, run móc, run tóc. Đấy. Thì cách dùng là như con chó này được 25 ngày tuổi, nó sẽ tẩy run lần 1. Thì mình cân nặng, căn cứ vào cân nặng của chó nhé. Ví dụ con chó này của nhà em là được 9 lạng, gần 1 cân, thì em có thể là dùng 1 ml. Đây, em sẽ dùng cái bơm này. Bơm này là 1 ml này. Em sẽ rút 1 ml. Nhìn khá là nhiều nhưng mà nó chỉ được 1 ml thôi các bác nhé. Đây, rút 1 ml, em bơm cho nó, bơm trực tiếp cho chó. Em đọc tiếp cho mọi người tham khảo. Ví dụ chó nhà các bác nó to hơn, dòng chó to hơn thì có thể cho uống tùy theo cân nặng nhé. Đấy, cứ 1 ml trên 1 kg thể trọng. Đây là em nuôi dòng bún Pháp, nên là em sẽ căn cứ theo cân nặng của nó, gần xấp xỉ 1 cân thì em sẽ cho uống 1 ml. Giun đũa truyền qua nhau thai và sữa nên có thể xuất hiện ở chó còn non đối với một vài loài chó, đặc biệt trong trường hợp nhiễm nặng. Rất khó tẩy hết giun đũa và không thể loại trừ nguy cơ lây nhiễm cho người. Tùy tình hình dịch tễ có thể bắt đầu điều trị lúc 2 tuần tuổi. Đấy, có nghĩa là khoảng 14-15 ngày tuổi. Và lặp lại vào những khoảng thời gian thích hợp, ví dụ mỗi 2 tuần cho đến khi cai sữa, hoặc điều trị dựa trên kết quả kiểm tra phân. Đường cấp thuốc thì cấp thuốc bằng đường uống, nghĩa là có thể cho chó uống trực tiếp như thế này hoặc là trộn vào thức ăn, không cần chế độ ăn đặc biệt, lắc đều dung dịch trước khi rút thuốc khỏi chai và sử dụng. Chống chỉ định thì không dùng cho chó mẹ mang thai và cho con bú, không dùng đồng thời với hợp chất piperazine tác dụng không mong muốn. Thì cái thuốc này nó khá là tốt, thì rất ít xảy ra các triệu chứng nhẹ trên đường tiêu hóa như ói, tiêu chảy. Nếu thấy bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt kê trong thuốc này, xin hãy liên hệ với bác sĩ thú y. Sản phẩm này thì các bác không được tiêm nhé, và chú ý là hạn sản phẩm này, không sử dụng hạn sản phẩm khi đã hết hạn. Mọi người mua thuốc cho người hay là cho cún thì lưu ý về cái hạn sử dụng. Đó. Thì về cơ bản thế thôi ạ. Em sẽ bơm trực tiếp đấy mọi người này. Đây, cho mọi người bơm trực tiếp vào, thẳng vào họng nhé. Có rất nhiều loại thuốc. Mọi người cứ bơm thẳng vào họng. Cẩn thận, không có là vào phổi nhé. Cẩn thận không nó sặc vào phổi. Việc tẩy giun này có ý nghĩa rất là tốt luôn. Mọi người cố gắng ghi chép và tẩy thường xuyên cho chó nhé. Cún cho cứ cho nó liếm đi, xong tí em sẽ lau. Đó, một em. Thì một lưu ý nữa là quên chưa nhắc các bác, trước khi tẩy là mọi người lắc cho kỹ nhé. Lắc cho kỹ này. Cầm lọ thuốc lắc đều lên cho thuốc nó quyện đều ạ, nó không bị lắng cạn. Như kiểu là trên thì loãng, ở dưới thì lại đặc ấy. Đấy. Rút thuốc rồi mọi người ngửa này lên. Đó. Bơm gần vào họng này thì nó sẽ nuốt luôn này. Chứ các bác bơm ngoài là nó hay nhằn lắm.
hai em. Cứ thế thôi, lần lượt tẩy cho từng em. Em chúc các bác làm theo hướng dẫn thành công nhá. Nó cực kỳ đơn giản thôi ạ. Đây. Đấy, cứ như theo hướng dẫn từ đầu của em ạ. Em xin cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì cho em xin một nút chia sẻ và một nút like, một nút đăng ký kênh ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Xin chào mọi người.